Okay, thấy chưa nào? Vâng. Ok. Bây giờ thầy nói và em ghi lại những cái thông tin mà trong cái bài nói của thầy nha, rồi sau mình nói lại giùm thầy. Đó là My name is Đức and my full name is Nguyễn Duy Đức, hả? Vâng. I used to study at University of Social Sciences and Humanities. And I am 30 years old now. And Hội An is my hometown. Okay. I used to be tour guide. Okay. And my hobby is I love to travel around the country by motorbike. Nghe được không? Nghe lại lần nữa nhé. Nghe được gì rồi nè? Để thầy nghe. Nghe được tên với cả họ, tên của tuổi. Đấy, em nghe được mỗi hai cái thôi. Mấy cái này thì nó hơi khó thì ok. Có nghe được cái câu này không nè? Hội An is my hometown. Có. Hometown là gì? Hometown là nhà. Quê quán. Đúng. Quê quán, hometown, nhớ không nào? Ok, còn cái hình này nè. Hình này là I used to be tour guide. Tour guide là gì? Tour guide là gì? Không biết hả? Ok, để xíu thầy viết rồi chứ hả? Ok, and cái hình này thì I love to travel. What? I love to travel. Travel là gì? À, không biết hả? Travel by motorbike. Motorbike là gì? Motorbike là xe. Ok, đấy thì cũng được một số từ rồi ha. Đấy thì mấy cái này thì nó hơi khó, trường học thì nó hơi khó hơn. Ok, để thầy viết lại ha. Xong rồi Hùng hình dung rõ hơn là thầy nói cái gì ha. Okay. Thầy nói là giới thiệu tên thì mình nói như thế nào nhỉ? My name is Đức hả? Vâng. Còn cái câu là tên đầy đủ thì mình nói như thế nào? My full name is Nguyễn Đức hả? Vâng. Nói tuổi thì mình nói như thế nào nhỉ? I am tuổi của thầy là 30 đúng không? I am 30 years old. Okay. À, nói quê quán hồi nãy là như thế nào nhỉ? I live in hiểu không? I live in Hội An. Hay là mình nói như thế nào? Hội An is my hometown. Ok. Yeah. Hometown biết từ này đúng không? Yeah. À, sorry để biết chúng ta sao. Hometown. Ok. Để gì nữa nè. Cái từ tour guide hồi nãy Hùng có biết nhớ không? I used to be a tour guide. Cái là gì? Tour guide là tour là gì? Tour là gì? Hình như là chuyến du lịch đúng không? Đúng rồi, chưa, ga là gì nè? Ga là hướng dẫn. Vậy thì chưa ga tức là người hướng dẫn viên. À, đúng không? Đây mình có thêm từ mới này, tour guide ha. Và nói về sở thích thì mình nói như thế nào? I like this. I like
ví dụ như thực khách đi du lịch, du lịch thì mình nói như thế nào? Nhớ từ này không? Travel, traveling. Okay, I like traveling. Bike, bằng xe máy. Bằng xe máy thì mình nói như thế nào? Bằng xe máy nè. Và motorbike. Bike, motorbike. Ok. Bằng ha, cái từ giới từ, giới từ bike là bằng, bằng xe máy ha. Ok. Ok, bây giờ đến lượt Hùng giới thiệu bản thân này. Nè, tên này, tên đến tên đầy đủ này. Thì xong rồi đến tuổi này. Kể đến hometown này. Kể đến đang làm nghề gì. À, ok, và cái sở thích của mình. À. Em nói hay là em chat cho anh cho thầy? Em nói, em nói. My name is Hùng. My full name is Phạm Văn Hùng. I am 30 years old. Khoan, mấy, bao nhiêu? 30 á? À? 13 đúng không? 20. 13 đúng không? Ừ. Bao nhiêu tuổi? Hôm năm nay bao nhiêu nào? 13. 13 thì mình nói như nào? Hết là cái đầu này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì nào? 8, 9, 10, 11, 13. Okay, 13. Okay. I am 13 years old. Gì nữa nè? Nói về nghề nghiệp thì bây giờ là học sinh thì mình nói như thế nào? Học sinh là dùng từ gì? I am. Nhưng gì? Are students. Nhớ từ này không? Students. Nhớ từ này không? Vâng. Ok. Bây giờ quê quán nha. Quê quán thì mình nói như thế nào? À, tôi sống ở đâu đấy? Is my hometown. Ở đâu? Nói lại giùm này. Tên gì? Hương Trực is my hometown. À, cái tiếp tên gì? Nguyễn Trực hả? Là gì? Hương Trực, đảo Hương Trực. Cái tên gì đây em biết được. Không có nghe rõ. Vĩnh Trực, Vĩnh Thực, ok, Vĩnh Thực thuộc, thuộc cái này là thị xã hay là gì? Cái này ở một gần khu vực rồi. Thị xã đó cũng is my hometown. Thuộc tỉnh nào nhỉ? Tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh, my hometown. Ok, mình nói như vậy ha. Nói Vĩnh Thực thì không ai biết. Thì nó là Quảng Ninh. Is my Quảng Ninh is my hometown. Hoặc là mình có thể nói là I live in Quảng Ninh. I live in Quảng Ninh. Ok. À, sự thích nè, cái này quan trọng nè. Mình thích gì nè? I like play
Football. I like playing football. Okay. I like playing football. Okay. Còn thích gì nữa không? What else? Playing games. Okay. What kind of game do you like? Game gì? What is a game? Game điện tử đúng không? Game online đúng không? Vâng. Game online thì mình nói như thế nào? Online game. Đúng không? Online game. Game online em chơi trò gì nào? Thầy có thể biết. Chơi PUBG Mobile. Là cái gì? Đó là gì? PUBG rồi, còn vài. À, ok. Đáng tiền. Có chơi FIFA. FIFA. Chơi bóng đá. À có, em có, nhưng mà em chơi cái đấy đá càng. À. Ok. Cũng là một cái game ha. Ok. Còn sở thích nào nữa nhỉ? Thích gì? Thích đọc sách không? Thích thích gì, nghe nhạc không? I like nghe nhạc thì mình nói như thế nào? Nghe nhạc. Nghe là động từ gì? Into music. Cái gì? Nghe là động từ gì? Nghe là động từ gì? Nghe không? Listen. Vâng, listen. Sau lại thì mình yes. Listen gì? To the music. Listening. Okay, listening to music. Okay. Còn sở thích nào nữa không? Có đây không? Các bạn em chủ yếu là đi đá bóng, chơi game. À, rồi, đá bóng chơi game rồi, ok. À, rồi. Bây giờ Hùng nói lại này, Hùng giới thiệu lại bản thân nha. Từ cái chỗ là My Full Name, My Name. Ok, đến cái giới thiệu là bản thân từ tên nè, tuổi nè, nghề nghiệp nè, rồi hometown nè, rồi hobby nè. Hùng bắt đầu lại nè, từ tiếng Anh Hùng. My full name is Phạm Văn Hùng. I am 13 years old. I am a... Từ từ bình tĩnh ha. 13 years old. And I am Quảng Ninh. Okay. I live in Quảng Ninh. What else? In Quảng Ninh. I like playing football. And playing game, online game. Online games. And? And I like listening to music. Okay, very good ha. Tốt, rất là tốt ha. Sửa lại nha. Cái này là listening ha. No, listening. Đọc lại như nào? Listening. Okay, very good. 13. Okay, very good. Đọc lại từ này nè. Nãy chưa có nữa. Từ gì? Học sinh mình nói sao? Học sinh. Từ này nè, đọc từ này coi, đọc thử ra coi. Đọc rồi thầy sửa. Student. Okay, student. Student.
student. Okay, the word. I am a student. I am a student. Yeah, very good. Okay, rất là tốt ha. Hùng biết nhiều từ vựng nè, chứ đâu phải không có đâu. À. Okay, bây giờ qua phần tiếp theo nè. Cho thầy hỏi là why do you want to learn English? Thì mình trả lời sao? Why do you want to learn English? Câu này có nghĩa là gì nè? What does it mean? Why do you want to learn English? Why là gì? Nhớ không? Why? Như là tại sao? Đúng rồi. Do you want? Want là gì? Want là gì? Muốn hay là được? Muốn đúng không? Learn là gì? Lên là học, nhớ không? Cái từ này đúng không? English là gì? Right. Okay, why do you want to learn English là gì? Chắc là bạn muốn học tiếng Anh. Không, why là gì thiếu? Tại sao bạn muốn học tiếng Anh? Okay, đúng rồi. Okay, vậy trả lời sao? Trả lời tiếng Việt nè. Bài tiếng Việt trước nè. Tôi muốn học tiếng Anh để làm gì? Là sao? Tôi muốn học tiếng Anh bởi vì... Thì mình nói sao? Tôi muốn học tiếng Anh. I want to learn English because... Because gì? Bởi vì gì nào? Từ từ rồi mình nhớ lại ha. Bình tĩnh thôi. Bởi vì... Nói tiếng Việt cho thầy là thầy dịch cho nè. Muốn học trên trường giỏi hơn đúng không? Vâng. Muốn học. I want. Tôi muốn thì mình nói như nào? Tôi muốn. I want. Học trên trường hả? Tôi muốn. I want to. Tôi muốn nói tiếng Anh giỏi hơn đúng không? Vâng. Ok. Tôi muốn nói. Nói là gì? Nói là động từ gì? Nhớ không? Nói tiếng Anh giỏi hơn đúng không? Nói là động từ gì? Nói là động từ gì nhá? Động từ gì? Khỏe. Hồi nãy nghe là động từ gì nhá? Nghe là tiếng. Nghe là động từ đấy. Ok, còn nói là mình dùng từ gì? Speak, nhớ từ này ha. Từ này không? Không hả? Speak không nhớ hả? Ok, không nhớ đúng không? Ok, you want to speak. Muốn nói tiếng Anh là từ gì? English. Giỏi hơn thì mình dùng từ gì nào? Giỏi hơn thì mình dùng từ gì nào? Better, đúng rồi. Better. Nhớ từ này đúng không? Ok,
trả lời lại này. Why do you want to learn English? I want to learn English. Because? Because. Tiếp nào. I want to learn English. Yeah. Better. 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 Speak. Speak. Ok, để thầy qua bên này ha. Speak. Speak. Ok, again. Nghe nào. Speak. 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 Ok, very good. Ok, từ này nãy nè, từ better là sao? Better. 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 Ok, very good. Better là tốt hơn đúng không? Ngoài cái việc muốn nói tốt hơn thì có lý do nào khác không? Why do you want to learn English? Để better, có thể nói kiểu biết một điểm nhiều thêm để thi vào cái trường em mong muốn. À, ok. Thi vào trường mong muốn hả? I want to learn English because I want to, để mà đổ vào pass, để mà đổ vào trường ấy là trường cấp 3 đúng không? Trường cấp 3 mong muốn đúng không? Trường cấp 3 mong muốn to join, để tham gia ở good trường cấp 3 thì mình nói sao? Trong tiếng Anh nè. À. Hả? Level 3 High school. Ha. Là cao học các trung học ha. High school. Very good. High school. John này là tham gia vào ha. John. Nhớ không? Vâng. Okay. A good high school. Okay. Lại nè. Đọc câu này nè. I want to Yes, English because I want to yes. John. Good his school. High. High school. Cao ha, high. High school là trung học ha. High school. Ok. À, bây giờ Hùng đọc lại câu này. Câu trên và câu dưới luôn. I want to yes English because I want to yes. Nói gì? Nói lại cái từ này. Speak. I want to learn English because I want to speak English and Đọc lại. Nghe lại ha. Better. Đấy, có cảm đúng rồi đấy, better. Ha.
Better, rõ ràng chữ T ra ha, better. Better. Đọc lại nào, better. Better. Yeah, very good. Next, câu 2 nè. I want to less learn. Learn. Less in English. Learn. Learn. Learn mà, tự học mà, learn. 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 Đọc lại nào. Learn. 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 Chữ learn. Chữ chữ ơ mình á, chữ ơ mình á, chữ learn. Giống như vậy á, learn. 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 Okay, very good. Learn. Giống như chữ ơ mình á, chữ này nó ký âm nè. À, nó giống như chữ ơ của mình á. Learn. Learn. Mm-hmm. Very good. Okay, tiếp. Because. Because. Right. I want to. Chop. Join. 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 Từ từ ra, từ từ ra. Mấy cái từ này nó hơi khó thì từ từ mình quen ha. Chứ không có gì phải vội cả ha. High school. High school. High school. Từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Đừng có áp lực quá. À, bình tĩnh thôi. Học tiếng Anh thì mình phải bình tĩnh từ từ thì nó mới ngấm lắm, từ từ vừa được, chứ còn mình vội quá thì nó không có tiến triển gì nhiều á. Mình phải kiên trì mà mình phải từ từ thôi, chứ đừng có nhét nó vô thì nó cũng không có vô nổi đâu. Mình phải hiểu nó đã, cứ bình tĩnh thôi nha. Ok, tiếp theo nè, tiếp theo nè. What do you want to get after the course? What là gì? What là gì? What là cái gì? Đúng rồi. Do you want? Hồi nãy giống hồi nãy. Do you want là gì? Want, hồi nãy từ học rồi nhớ không? Want. Bạn gì muốn, bạn muốn luôn. Muốn cái gì? Muốn cái gì? Muốn get là gì? Get là gì nè? Get là đạt được đúng không? Get là đạt được nè. After là gì? Nhớ không, nhớ cái này không? After là gì? Sau. Đúng rồi, sau. Còn trước là gì, mình nói trước là gì? Trái nghĩa của after. Trái nghĩa trước là gì, trước là gì? Trước là before ha. Thôi, để mình học cái từ đó sao, ok. Sau ha, the course, course là gì? Course này nè. Course này là từ khóa học ha. Khóa học, course là khóa học ha. Thì mình dịch lại câu nè. What do you want to get after the course? Dịch toàn bộ câu là gì? Tại sao bạn muốn đạt được get? Get. Tại sao bạn muốn đạt được sau? Đây là sau cái course hồi nãy thầy nói là cái gì? Course hồi nãy là cái gì? Khóa học. Khóa học. Ok, khóa là cái gì đúng không? Mình dịch lại ha. What do you want to get after the course? Là mình dịch lại lần nữa nè.
tại sao bạn muốn không phải tại sao, cái này là hồi nãy dịch là cái gì mà cái gì cái gì à em... muốn này nhìn nhìn thầy dịch một lần cho quen nè ha, à, mình nhìn này nhìn này. Ok, bạn bạn muốn đạt được cái gì ha, bạn muốn nè, bạn muốn đạt được cái gì sau khóa học, thấy không? Bạn này nhìn ha, bạn muốn đạt được cái gì, cái gì này sau khóa học. Đấy thì tiếng Anh nó là nó không giống như tiếng Việt của mình ha, nó có mấy cái giới từ, cái mấy cái từ W question này nó đứng ở đầu câu, nó hỏi cái gì thì mình dịch ra, mình lựa mà dịch thôi ha, chứ không phải tiếng Việt mình là nó theo cái chủ ngữ Việt ngữ như vậy ha. Dần dần mình sẽ quen với cái hình thức này ha. Ok, giờ bây giờ hỏi what do you want to get after the course, bạn muốn đạt được cái gì sau cái khóa học này, thì mình nói như thế nào, nói tiếng Việt là thầy dịch, đạt được cái gì, đạt được điều gì? Tiếp thu tất cả được kiến thức của tiếng Anh. Tiếp thu tất cả các kiến thức của tiếng Anh hả? Nó nhỏ lại đi, nó nhỏ nhỏ lại chứ một trong một khóa học thì mình không có thể mà tiếp thu được. Nó nhỏ nhỏ lại tức là mình muốn hiểu rõ hơn về tiếng Anh. Muốn hiểu rõ hơn về tiếng Anh đúng không? Tôi muốn hiểu rõ hơn về tiếng Anh. Tôi muốn thì mình nói như thế nào, hồi nãy có cái từ tôi là gì? Tôi là ai? Muốn nè. Hồi nãy mới vừa học xong. What? I want. Ok, I want to. Để hiểu thêm tiếng Anh à? Để hiểu thì hiểu là từ gì? Động từ gì? Hiểu là động từ gì? Understand. Hiểu thêm. More. Nhớ từ này không? More. Tức là từ này gì chưa? Okay. About. Về ha. Về. Yeah. About. English. English. Okay. Very good. Okay. Đấy. Đơn giản như thế thôi hả? Một cái câu như thế là mình có thể sắp xếp được một chủ ngữ nè. Ok, bây giờ trở lại ha. What do you want to after the course? I want to course about English. Ah, okay, very good. Đọc lại từ này giùm nè. Nhớ từ này không? Từ này là từ động từ. Ok, nghe nha, nghe nghe phát âm quốc tế ha. Nghe rồi đọc theo nha, understand. Nghe nè. Understand. 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 Okay, again, one more. Understand. Understand. Okay, very good. Đấy, mình hiểu ha. Nãy giờ mình học được một số cái động từ nè. Listen. Listen. Là. Nghe. Speak. 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 Speak là gì? Speak. Đấy, speak nè, speak. Speak là? Speak là gì? Nói. Ok, very good, đấy đúng rồi. Ok, từ từ thôi ha, rồi cái gì nữa? Understand là gì? Understand là muốn. Hiểu. Understand. Hiểu hả?
Còn muốn là từ gì? Want. Ok. À, muốn hiểu à? Want to understand là muốn hiểu. Ok. Rồi từ từ gì nào? Từ học. Học là gì? Học nè, nhìn nè. I want to. Cái này, học. Từ này nè. Tập dùng đây từ này nè. To learn. Learn. Nhớ cái từ mà nãy bài là từ giống như chữ learn ở bên tiếng Việt mình đúng không? Mình đọc là learn. Đọc rõ ra đi, mời lần nữa nè. Learn thôi nha, learn. Learn. Rồi nè. Learn. Tự tin ra ha, tự tin ra ha. Thấy Hồng hơi bị thiếu tự tin chút xíu. Cứ tự tin nói ra ha. Tự tin nói ra ha. Rồi mình từ từ mình quen ha. Tiếng Anh thì ai cũng có cái mới bắt đầu hết. Cho nên đừng có ngại. Cứ tự tin nói rõ ra. Hey, câu hỏi rất là quan trọng nè. What are your difficulties when you learn English? What là gì? Ok. Difficulties là gì? Nhớ không? Difficulties là gì? Difficulty là cái sự khó khăn. Từ này cũng phổ biến lắm ha. Xong rồi mình học thêm một từ mới này ha. Difficulty. Nhấn âm đầu cho xíu nhận. Difficulty. Difficulty. Okay, very good. Again, one more time. Difficulty. Okay, very good. Ok, bây giờ hỏi nè, difficulty, cái sự khó khăn ha. When là gì? Sau đó. When là? Sau đó. When là khi nào? When là khi, à, nhớ không? Hồi nãy học là từ why là gì? Why là sau. Vì sao? Why là vì sao? What? What này? What là cái gì? When là? Vì sao? When là gì nào? Khi nào? Vâng. Nhớ là mấy cái từ quen thuộc ha. Thì mình khi mà you là gì? English là gì? You learn. Khi bạn học tiếng Anh. Ok. Bây giờ mình dịch lại nguyên câu nè. Dịch là như thế nào? Difficulty là nhớ gì? Nhớ hồi nãy là thầy nói là cái từ gì nhớ không? Khó khăn. Do là gì? Do là bạn. Cái bạn đúng không? Của bạn. Cái khó khăn của bạn. What là gì? Là cái gì? Là cái gì? Khó khăn của bạn là cái gì? Đúng không? Được. Khi học tiếng Anh. Đúng không? Ok. Sau đọc lại cái câu này dùm cho thầy này. What are your difficulties when you learn English? What are your difficulties when you learn English?
Your. Your. When. 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 Okay, very good. Again, đọc lại toàn câu này. Your difficulty when you learn English. Learn. 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 English. English. Okay. Bây giờ kể cho thầy nghe là cái khó khăn khi mình học tiếng Anh là trước giờ là như thế nào. Trước giờ mình có khó khăn gì? Không hiểu được hết tất cả những nghĩa tất cả còn chưa xác định được rõ các từ trong đầu có biết nhưng mà còn kém thì mình đã rõ được cái thì nào cái thì nào thì mình có những cái thì nào hiện tại đơn quá khứ đơn tương lai đơn. Tiếp tiếp diễn có sự tiếp diễn với cả tiếp hành tiếp diễn hiện tại hoàn thành quá khứ hoàn thành tương lai hoàn thành. Ok, mấy cái lý thuyết đó thì rất là giỏi thì thành Hùng đã nắm rồi á thì từ từ ha thầy sẽ hướng dẫn lại mấy cái lý thuyết đó và áp dụng vô thực tế có thể áp dụng mình nói được với những cái thì đó ha. Cái đó là những ok bây giờ là cái khó khăn đầu tiên hồi nãy nói là thiếu thì là không hiểu nhiều từ đúng không? Ok vậy thì là cái khó khăn đó là thiếu từ vựng đúng không? Thiếu từ vựng thì mình nói như thế nào? Thiếu từ vựng. Thiếu từ vựng. Từ vựng là cái tiếng Anh là gì nào? Từ vựng trong tiếng Anh nói sao? Nhau. Vocabulary. Đúng không? Thiếu từ vựng là lack of vocabulary. Thiếu từ vựng ha. Đọc lại dùm từ này nè, đọc lại thằng ông đọc lại từ này. Vocabulary. Đọc lại nè. Vocabulary. Vocabulary. Vô nha. Chữ V nha. Vocabulary. Vocabulary. Cap. Vocabulary. 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 Vô nè. Learning. Vô nè. Cap. Vô learning. Nhìn vô cái chữ mà mình đọc thôi. Vocabulary. Again. Vocabulary. Đúng rồi, đọc chậm thôi để từ từ mình tăng tốc độ. Vocabulary. Vocabulary. Từ từ rồi mình quen nha. Hùng đừng có áp lực quá rồi từ từ thôi, từ từ mình quen. Và thiếu từ đúng không? Ok, lack of gì? Again. Vocabulary. Đọc từ từ thôi, vocabulary. Vocabulary. Như vậy là ổn nè, từ đọc phải bình tĩnh nè. Nhìn cái mặt chữ đọc phải. Vocabulary. Vocabulary. Tốt hơn rồi đó. Rồi. Cái lý do thứ hai, cái khó khăn thứ hai là nãy nói là gì nhỉ? Vẫn chưa nắm bắt rõ thì đúng không? Không rõ thì mình nói nhà off yếu tôi vẫn không rõ
gì cho nó đơn giản hơn. Ai phân rõ các thì sao? Không rõ là not clear of the use of tense in English. Okay. Not clear of the uses of tense in English. I am not clear. Đọc lại nào. I am not clear of the use. I am not clear. Use of in English. Use động từ sử dụng. Use mấy cái động từ phổ biến à. Use. One more. Use. Very good. Ok lại nè. Là còn cái lý do là cái khó khăn nào khác không? Khó để học được mấy cái vần. Khó nhớ đúng không? Vâng. Không tập trung đúng không? Vâng. À, lý do vì sao không tập trung, lý do ở nhà như vậy hay là do mình chỉ có riêng tiếng Anh như vậy mà những cái thứ khác mình cũng hay quên? Đúng rồi, kiểu tiếng Anh em không hiểu sao mà khó nhớ mấy cái kia thì khá dễ. Tiếng Anh khó nhớ hả? Thì nó cũng giống như tiếng Việt mình á, thì mình cũng phải từ từ á, để mình phải từ từ á. Anh để cái gì mà thầy để hỗ trợ giúp em để mà dần dần nhớ lại những cái từ vựng ha. Đấy. Là không not of to remember là gì? Remember là gì? Dạ. Remember là gì? Remember là nhớ đúng không? Remember là nhớ. Remember. 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 Là nhớ đúng không? Ok. Nhớ từ vựng này. Remember vocabularies in English. Ok. Hiểu không? Vâng. Thì hôm nay mình học được nhiều cái động từ này. Thứ nhất là remember. Remember là gì? Remember là nhớ. Ok. Rồi cái động từ tiếp theo là động từ understand. Understand. Understand là gì? Understand. Understand là hồi nãy quên rồi. I want to understand more about English là cái câu này hồi nãy là gì nhá? Hiểu. Nhá, không lại quên. Ok, cái từ từ thôi ha. Learn. Learn. Learn là gì? Học. Học, đúng rồi. Giỏi quá. Speak. Speak. Nói. Ok. Listen. Listen. Yeah. Ok, very good. Ok.
Rồi, đấy, tiếp theo nè. Cái giải pháp thì đó, solution là gì nè? Solution. Solution là giải pháp nè. Thì thầy như hồi nãy thầy nói đó, thì thầy sẽ cố gắng để mà ôn lại một số cái từ vựng cho Hùng, và bài bên cạnh đó thì kèm vô đó những cái thì dựa vào những cái khó khăn của Hùng nè. Khó khăn là thiếu từ vựng nè, là mình phải học từ mới ha. Từ mới đối với Hùng thì có nhiều trong đầu rồi đó, nhưng mà cho là trước cái giờ mình quên đó, chứ giờ mình không xài rồi mình quên ha. Rồi cái gì nữa thì xong rồi mình sẽ bổ sung thêm từ mới, tức là mình học thêm từ mới ha, mình học thêm từ mới rồi. Từ mới đơn giản thôi, không có từ mới không phức tạp lắm đâu. Xong rồi cũng sẽ cố gắng để mà hướng dẫn Hùng thêm về mấy cái thì, tức là mấy cái thì cơ bản nó là để phục vụ cho cái việc nói của mình á, thì làm sao mà mình có thể áp dụng được, để áp dụng thì đó thôi, hiểu không? À, xong rồi cố gắng làm sao để mà mình tập trung hơn trong tiếng Anh, tức là lấy lại cái sự thích thú cơ bản của Hùng đó. Là bây giờ mình bị nhiều tiếng Anh, nó bị nhiều trong một đó, rồi xong rồi bị ngán đó, thì không có cái tâm lý bị mệt đó, thì xong nó không có vô nữa. Thì bây giờ làm sao đó mà thầy có thể cố gắng để mà hướng dẫn Hùng lại về cái phần là làm sao mình tìm được cái sự thích thú trong cái tiếng Anh. Khi mà mình thích rồi thì mình mới học được, chứ còn mình không thích thì rất là khó học, nghe không? Thì cố gắng mình cứ từ từ, mình kiên nhẫn ha. Khi mình phải kiên nhẫn, tiếng Anh là phải kiên nhẫn, thì mình cứ kiên nhẫn được thì mình sẽ lấy lại cái sự hứng thú trong cái việc học tiếng Anh trên trường cũng như là học với thầy ha. Đấy là cái thầy rất là mong muốn làm, tại vì những người trẻ đa phần là như thế, đa phần hồi trước thầy cũng vậy đó, thầy cũng lười học lắm, nhưng mà mình làm sao đó mà khơi lại được cái hứng thú để mình học nhá. Thú để mà học, để mà có thể áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình luôn á, chứ không phải là học rồi để đó rồi quên cái không biết xài như thế nào. Học về thực tế nhiều hơn, chứ không có học về lý thuyết nhiều. Đấy thì mình có thể làm sao áp dụng cho thực tế luôn. Ví dụ khi mà gặp người nước ngoài thì mình có thể giao tiếp được, nhớ không? Đấy là cái mong muốn ha. Thì đó là cả một số cái giải pháp mà thầy muốn đưa ra. Có đó thì trong cái những cái bài học tới thì thầy cũng cố gắng để mà sửa lại những cái lỗi phát âm, sửa lại những cái lỗi phát âm của tên của Hùng. Vâng. Nhớ phát âm theo chuẩn quốc tế ha. Đấy thì bây giờ còn mấy phút nữa thì mình thử đọc mấy cái này nè, thử đọc thử cho thầy coi ha, đọc thử giùm thầy coi. There is young là gì? Young Young and strong. Okay. Mấy cái từ này thì hơi khó, để coi. Bây giờ mình ôn lại mấy cái từ vựng hồi nãy vừa mình học ha. Ôn lại mấy cái từ vựng hồi nãy là từ mấy cái động từ chính nè. Ôn lại một xíu ha. Ôn lại từ OK, từ này là gì? Learn là gì? Học. Understand là gì? Understand là nhớ. No, từ này mới là nhớ nè. Remember. Remember là gì? Nhớ hả? Understand là gì? Understand. Cái này là speak là gì hả? Nói Listen.
understand là nghe. Còn từ understand là gì? No, understand là gì? Hiểu. Còn muốn là gì nè? Muốn là gì? Want. Là muốn đúng không? Yeah. Từ gì nữa hồi nãy? Từ này nè, từ play là gì? Play, từ đây là chơi football, chơi đá bóng thì mình nói như thế nào? Playing football. Ok, very good, play football. Từ gì nữa nè? Từ... Ok, để mình đặt câu với cái từ này đi. Ví dụ như là tôi học toán thì mình nói như thế nào? Toán là nhớ từ gì không? Toán. Geography. Nhớ được cái từ đó là hai geo. Geography là gì? Địa lý. Tôi thích học địa lý thì mình nói như thế nào? I like gì? Geography. Học thì mình nói như thế nào? Đọc câu với từ học nè. I like gì? I like learn. Sao like thì mình đọc từ chia như thế nào nè? I like learn gì? I like learn. Learning. Yeah. I like learning. I like learning geography. 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 Okay. Đặt câu với từ hiểu nè. Tôi hiểu, tôi muốn hiểu, hơi khó xíu, giờ nói cái từ tôi thích nghe đi, tôi thích nghe radio, thì mình nói như nào? I like listening to radio. To radio. Okay, very good. Tôi muốn có một ngôi nhà, thì mình nói như thế nào? Tôi muốn có. Chứ có là gì? Yes. Muốn chứ có là gì? Có là... Nhớ từ này không? I have. I want to have một ngôi nhà, thì mình nói thế nào? Home. I want to have một ngôi nhà, thì mình nói như này. Ở ngôi nhà là gì? Home không phải là cái từ này nhớ không? House, nhớ từ này không? House. Home là cái tổ ấm ha, cái ngôi nhà mà mang ý nghĩa tổ ấm không? Còn house là cái ngôi nhà vật chất á, là cái ngôi nhà đấy, ngôi nhà của mình gọi là house. Đọc theo thầy này, house. 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 Tôi chơi bóng đá. Tôi thích chơi bóng đá với bạn, thì mình nói thế nào? I like playing. Playing bóng đá nè. Football. Với bạn thì mình nói như thế nào? Với bạn.
Với là gì? With. Nhớ ra rồi đúng không? Cái từ with này đó. Với bạn, bạn là gì? Bạn trong tiếng Anh là gì? You. Bạn bè. Friends. Đúng rồi, giỏi quá. Okay. Với bạn bè, friends, với nhiều bạn bè. Đọc lại cho thầy dùm 3-4 câu này nè, rồi mình nghĩ nè. I like learning geography. Okay, lại nè, đọc nè. Geography. I like listening into radio. I like listening to radio. Radio. Very good. Next. I want to have a house. Okay, very good. Next. I like playing football. Football. With. Trong chữ thờ phía sau á. With. Chữ thờ, em khép cái chữ thờ cuối cùng. With. Không phải with mà. With thờ, chữ thờ cuối cùng là with. Friends. Okay. Ok, tạm thời như thế hôm nay là được rồi ha. Cái bài tập về nhà là học lại mấy cái từ này ha, đơn giản ha, rồi cây okay, mình đọc lại mấy cái từ này ha, mình đọc mấy cái câu này lại ha, xong rồi với lại mình coi lại trong cái đoạn chat này nè, xong rồi mình luyện tập lại mấy cái để giới thiệu bản thân nè, xong rồi mấy cái câu mà thầy với em là đã học hồi xa hồi nãy giờ ha. Này ha. Đấy, thì cơ bản là hôm nay học cũng khá là nhiều từ vựng đúng không? Đấy thì cố gắng học từ vựng đây ha. Đấy thì cũng không muốn áp lực gì về cái làm việc tập về nhà, nhưng mà có thời gian rảnh thì ngồi lại xem lại ha. Xem lại mình luyện nói lại ha. Ok. Xong rồi thì thứ mấy? Hôm nay là thứ ba đúng không? Hôm nay là thứ thứ ba. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay thứ ba. Ok, vậy là thứ năm mình gặp lại ha. Ok, bye bye Hùng. Goodbye. Chào thầy. Ok, bye bye Hùng.